Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi nó nhận nó sai rồi, nó lên lại rồi, bên đăng của Huế thôi. Bài tay đi.
người dân vẫn còn tụ tập quanh cái khu vực mà Ngã Ba mà cái đường mà thầy Sư Minh Tề đi lên nghỉ trưa, mọi người vẫn chưa tạo ra. Lực lượng chức năng vẫn đang điều phối điều tiết các phương tiện giao thông để khỏi phải ách tắc giao thông. Yeah.